Suốt hơn 3 tháng vừa qua, showbiz Việt đã phải tạm đóng băng mọi hoạt động. Các sự kiện, dự án đều phải tạm dừng vì Covid-19, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các nghệ sĩ. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ đã có những lời chia sẻ rất xót xa khi nhắc đến tình hình khó khăn của bản thân mình trong thời điểm hiện tại. Không chỉ bày tỏ những khó khăn, ca sĩ Nguyên Vũ còn chia sẻ, anh phải ăn mì gói thay cơm để sống sót. Bởi lẽ nhiều show diễn và lịch trình sự kiện ở nhiều nơi đều buộc phải hủy bỏ, khiến anh thất thu một khoản lớn. Thậm chí nam ca sĩ còn khẳng định đã ở không từ mùng 9 Tết và vẫn chống lịch đến thời điểm hiện tại. Chính điều đó đã khiến cho những kế hoạch của anh trong năm 2020 đều phải tạm thời gác sang một bên để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Nguyên Vũ cũng không quên nói thêm, trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, điều quan trọng nhất đó chính là cả cộng đồng cần phải bảo vệ sức khỏe và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Việc tuân thủ cách ly cộng đồng là điều quan trọng nhất bởi chỉ có như vậy mới đảm bảo được sức khỏe và khi dịch bệnh tan biến, cuộc sống mới trở lại vòng tuần hoàn như ban đầu. Trước đó vào cuối năm 2019, Nguyên Vũ từng bất ngờ công bố dự án mỗi tháng một MV kéo dài trong một năm và bắt đầu từ tháng 11 năm 2019. Trong đó, ngoài MV mở màn dự án này mang tên Bóng Đêm, thì Nguyên Vũ còn cho ra mắt hai sản phẩm khác là Chưa Ai Ngỏ Lời và Ngàn Năm Vạn Kiếp Mãi Là Anh Em. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát đã khiến cho kế hoạch ban đầu chịu ảnh hưởng đáng kể và nam ca sĩ buộc phải tạm hoãn dự án lớn này của mình. Người hâm mộ cũng hy vọng khi diễn biến bệnh dịch thêm phần khả quan, Nguyên Vũ sẽ tiếp tục thực hiện lại dự án này để mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả. Qua những lời tâm sự của ca sĩ Nguyên Vũ có thể thấy, đây không chỉ là khó khăn của riêng một cá nhân nào mà là khó khăn chung của tất cả người dân trên cả nước. Vì thế, ngay lúc này đây, dù lệnh giãn cách xã hội đã được nới lỏng, tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch để cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi.